Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo một cái fanpage, một cái shop để chúng ta có thể bán được hàng ở trên Facebook. Thì trước khi tạo fanpage hay một cái shop bán hàng ở trên Facebook thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản Facebook đã. Thì ở video này tôi mặc định hiểu rằng các bạn đã có tài khoản Facebook rồi. Còn nếu như các bạn chưa có thì các bạn đăng ký, nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay. Thì khi mà có tài khoản Facebook rồi thì chúng ta phải đăng nhập vào tài khoản này. Ok, bước đầu tiên chúng ta đăng nhập vào. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ click vô phần trang chủ này, đúng không ạ? Rồi chúng ta bấm vô tạo. Tạo ở đây cũng được. Hoặc là chúng ta bấm vô trang này, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ click vào đây, tạo. Và chúng ta click vô tạo trang, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có hai cái ô này. Một là chúng ta sẽ tạo doanh nghiệp hoặc thương hiệu, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta tạo cộng đồng hoặc là chúng ta người của công chúng thì chúng ta có thể tạo ở đây. Đó, thì nó có những cái mẫu này. Rồi, ở đây thì tôi sẽ tạo doanh nghiệp hoặc thương hiệu, đúng không ạ? Tôi click bắt đầu. Ở đây thì tôi sẽ tạo một cái trang bán sách đi, đúng không ạ? Trang sách hay đi ạ. Sách hay. Ok, trang này thì tôi sẽ tặng sách và sau đó tặng sách miễn phí. Và sau đó tôi sẽ bán. Đó, tặng chưa bán xong. Ok. Sạch thôi, đúng không ạ? Ok, chúng ta bấm tiếp tục. Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ. Và tôi nghĩ rằng ai cũng có thể tạo được hết. Rồi, chúng ta chờ một chút. Đó, ở đây thì chúng ta cứ bỏ qua đi. Ở đây chúng ta cũng bỏ qua. Rồi, chúng ta sẽ cập nhật sau, đúng không ạ? Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái trang rồi. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ phải bổ sung thêm những cái thông tin khác nữa. Ok, sách hay miễn phí đúng không ạ? Ok, thì chúng ta sẽ cập nhật ảnh đại diện này, cập nhật thêm ảnh bìa này và một số cái thông tin khác nữa. Ok, thì ở đây tôi sẽ lên Google, đúng không ạ? Tôi sẽ tải những cái sách đi. Tải những hình ảnh là sách, chúng ta vô hình ảnh này. Ok, các bạn thấy cái hình nào đẹp thì các bạn tải về. Ở đây tôi sẽ lựa chọn một cái tấm. Ok, tôi lựa chọn cái tấm này đi. Hoặc là tấm này. Được, đúng không ạ? Ok. Để tấm vừa xong để cho nó không dính bản quyền. Rồi, các bạn ấy vô CV Make. Để có thể có chất lượng tốt ấy, thì các bạn vô phần công cụ này, đúng không ạ? Kích thước lớn. Đó. Và chúng ta sẽ lựa chọn. Tôi sẽ lựa chọn lại nhé. Ok. Cái nào đẹp. Và đây nó cũng có bộ lọc này, quyền sử dụng được, dán nhãn để sử dụng lại này. Đó. Thì chúng ta không dính bản quyền, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ lựa chọn nhé, lựa chọn một cái đây, lựa chọn này đi. Đó, tôi lưu lại. Đó, tôi lưu vào desktop. Tôi lưu lại. Đó. Rồi, tôi sẽ tìm một cái ảnh bìa. Đó. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái kích thước chính xác được. Ok, phải là Google đã cập nhật rồi. Hiện tại thì chúng ta không có cái tab để lựa chọn đúng kích thước nữa. Ok, thì chúng ta hãy cứ lấy một cái nào đó đi.
Cái ảnh bìa thì nó có kích thước là 851 x 315 nha các bạn. Ở đây tôi sẽ lựa chọn một cái thư viện này đi. Rồi, lưu lại. Ok, lưu lại. Rồi, chúng ta sẽ đặt lại tên nhé. Đặt lại tên. Bìa fanpage sách hay miễn phí. Được. Avatar. Ok. Rồi chúng ta sẽ click vào trong cái trang và chúng ta cập nhật. Ok, tôi sẽ cập nhật ảnh bìa và ảnh đại diện. Và tôi sẽ cập nhật ảnh đại diện trước đúng không ạ? Rồi chúng ta vô cái update này đúng không ạ? Rồi, tải ảnh lên. Rồi, chúng ta click vô desktop đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ lựa chọn này. Ok, cứ tạm thời thế đã. Để cho có đã nhé. Nó thông báo là chất lượng hơi kém một chút. Rồi, chúng ta tải ảnh bìa lên. Đó. Rồi, ok. Rồi, chúng ta lưu. Trong bước tiếp theo thì chúng ta sẽ phải cập nhật một số cái thông tin ở cái phần giới thiệu. Ok, trong phần giới thiệu này. Đó, ví dụ dùng số điện thoại, email hoặc là trong web đúng không ạ? Đó. Đó, chúng ta cũng có thể thêm một số đây. Đây, chúng ta có thể thêm một số cái phần đây nữa, chúng ta chỉnh sửa mẫu tab chẳng hạn. Tốt nhất là các bạn lên chỉnh sửa đây là mẫu địa điểm rồi đây, để khi mà người ta có thể check in thì có thể check in tại cái chỗ của chúng ta đúng không? Thông tin trang là lúc nãy là trong phần giới thiệu đấy các bạn. Chúng ta thêm vô trong phần này mô tả này, hạng mục này, số điện thoại này, trang web, email đó, trong phần giới thiệu đó. Ok, phần nhắn tin thì chúng ta chưa cần thiết, mẫu và tab. Ok, thuộc tính về viết chắc chắn là đăng với là sách hay miễn phí rồi, hoặc là đăng với chính cái tài khoản Facebook cá nhân của chúng ta đúng không ạ? Rồi, thông báo bỏ qua vai trò trên trang. Thì ở đây thì các bạn có thể thêm những quản trị viên khác được không ạ? Quản trị viên khác. Mà nếu như người mà không thân thiết với chúng ta thì chúng ta chỉ nên ạc với là biên tập viên thôi. Quyền là biên tập viên thôi. À, mặc định là biên tập viên đúng không ạ? Hoặc là người quyền duyệt. Đó. Còn nếu mà quản trị viên thì rất là nguy hiểm đúng không ạ? Ok. Người và trang khác. Cái này chúng ta cũng không cần lưu ý lắm. Ok, như vậy là cũng là tương đối rồi. Rồi bước tiếp theo nhé, chúng ta sẽ vào trong cái phần là giới thiệu. Đây, giới thiệu. Đây, chúng ta viết thêm cái này. Thôi giới thiệu trang này. Đó. Các bạn sẽ cập nhật này sau nhé. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo cho mình một cái shop bán hàng ở trên Facebook, hay nói cách khác là một cái fanpage để chúng ta có thể bán được hàng ở trên Facebook. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của tôi. Chúc các bạn thành công.